cái phần sau này thì cái bô của Mazda 3 hatchback nó là dạng bô tròn, dạng bô thể thao. Còn cái phần bô của Mazda 3 Luxury ấy mọi người, sedan ấy, nó là bô kiểu giả như kiểu bô mẹt ngày xưa ấy. Ngày xưa anh em phải đi độ cái này nhá. Nhưng mà sau khi mà đã được khách hàng phản ánh rất là nhiều thì bây giờ Mazda làm luôn cái bô giả kia cho mọi người không phải đi độ nữa. Nói chung là rất là chiều rồi. Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn nên mua Mazda 3 hatchback hay là nên mua bản sedan nhé. Rồi thì mình vào vấn đề chính luôn mọi người nhé. Thì nói này cho nó khách quan nhất này. Với những bạn mà cá tính như mình thì mình sẽ chọn Mazda 3 hatchback. Còn những bạn mà kiểu đi xe theo xu hướng gia đình thì mọi người nên chọn Mazda 3 sedan nhé. Để mình đi ra khỏi xe, mình quay cho mọi người về cái tổng quan cái ngoại thất của Mazda 3 nhé. Tổng quan cái ngoại thất của Mazda 3 thì quay cho mọi người rất là nhiều rồi. Nhưng mà mọi người thử check xem, mọi người thích con xe nào thì mọi người mua thôi. Với mình thì mình vẫn thích hatchback hơn mọi người, hatchback đẹp hơn. Đây mọi người, đây là chính là con sedan và con Mazda 3 hatchback mọi người nhé. Đấy, đây chính là con sedan, mình có thể quay lại luôn cho mọi người. Thực sự là cái bản sedan này nó không được đẹp như là bản hatchback đâu mọi người. Cái đuôi của bản hatchback đẹp, đẹp thật. Đến mình phải công nhận, mình dùng mấy năm rồi nó cũng rất là đẹp, đẹp hơn con sedan này rất là nhiều. Mọi người có thể nhìn tổng quan con Mazda 3 sedan nhé. Đấy, đây là xe người ta nhé, mình chỉ quay cho mọi người xem thôi. Còn dưới kia là xe của mình. Đấy, về phần đầu thì phần đầu nên dùng biển dài mọi người ạ, biển dài sẽ đẹp hơn. Bản hatchback thì nó thiên hướng sport hơn nên là cái phần mạ chrome ở đây này mọi người, nó được sơn đen. Nó được sơn đen nhìn nó sẽ khỏe hơn rất là nhiều. Còn ở bản sedan thì mọi người nhìn, bản sedan nó là mạ chrome nhá, nó là nhựa thôi. Cái này mình nghĩ là nhựa. Nó là nhựa mà chắc chắn là nhựa rồi mọi người. Đấy. Nhìn nó kiểu luxury hơn ấy. Còn bản hatchback thì nhìn nó khỏe hơn rất là nhiều. Để mình quay cho các bạn xem ở phần đuôi xe này. Ở phần thân xe thì mình không nói rồi, thân xe thì nó khá là giống nhau. Còn ở phần đuôi xe đây mọi người có thể đánh giá này. Không biết anh chủ có xem được xe của mình ở đây thì xin phép anh chủ là cho mình mượn một chút mình quay cái ngoại thất của xe nhá. Đấy mọi người có thể nhìn qua phần đèn hậu thì là giống nhau này, nhưng mà đèn hậu của Mazda 3 hatchback nhìn nó sắc hơn đấy mọi người, nhìn sắc hơn nên là nhìn nó sẽ khỏe xe hơn. Còn ở trong phần cái cụm đèn này thì nó vẫn thế mọi người ạ. Đây đấy, cái cụm đèn này thì nó vẫn thế mọi người nhá, nhưng mà ở bản hatchback thì nó thiết kế sắc hơn. Còn với mình thì cái bản hatchback này nó cho mình một cái đuôi xe mà đẹp hơn. Đẹp hơn rất là nhiều mọi người ạ. Với mình nhá, mình thấy nó đẹp hơn rất là nhiều. Không biết là mọi người sao nhưng mà mình thấy nó đẹp hơn nhiều đấy. Nên là mình sẽ chọn cái bản hatchback. Về cái lựa chọn của mình thì bù lại thì sedan nó sẽ cho mình một cái khoang sau nó rộng hơn thôi. Còn của cái khoang sau của hatchback thì nó sẽ bé hơn rất là nhiều, nó chật hơn và hẹp hơn thì nó sẽ phù hợp với lại gia đình khi mà mình chọn cái bản sedan. Còn như mình hay đi một mình thì mình chọn bản hatchback đi nó sẽ thích hơn, kiểu vậy. Nó sẽ dành tất cả khoang lái trước cho xe. Cái phần sau này thì cái bô của Mazda 3 hatchback nó là dạng bô tròn, dạng bô thể thao. Còn cái phần bô của Mazda 3 Luxury ấy mọi người, sedan ấy, nó là bô kiểu giả như kiểu bô mẹt ngày xưa ấy. Ngày xưa anh em phải đi độ cái này nhá. Nhưng mà sau khi mà đã được khách hàng phản ánh rất là nhiều thì bây giờ Mazda làm luôn cái bô giả kia cho mọi người không phải đi độ nữa. Nói chung là rất là chiều rồi. Mở cái cốp cho mọi người xem nhé. Cốp thì mình cũng có nói cho mọi người rồi, cái cốp này nó không được rộng lắm đâu.
Đây, lúc nay mình khóa xe nên là không mở được cốp. Để bây giờ mình mở lên. Đấy, đây là cái không gian hàng cốp. Cái cốp này mình cũng có nói cho mọi người rồi, đó chính là mọi người chỉ để được hai cái vali nhỏ thôi, không để được vali to đâu. Vali to nó sẽ không vừa, tại vì là mình để rồi nhá. Vali to chắc chắn là sẽ không vừa. Hàng phía sau để quay cho mọi người xem. Đây, đây chính là cái hàng ghế sau mình đã vào sau xe rồi mọi người. Mình luôn nói là cái hàng ghế sau này của Mazda hatchback nó rất là nhỏ. Nó không ngoan là nó là chật mọi người nhá. Chật và rất là cứng. Đấy, nó cứng lắm mọi người. Nó không... Tức là nó đứng ấy, nó ngồi nó thực sự là không thoải mái đâu. Mình ngồi sau mà đi xa là mình sẽ say đấy. Nên là mọi người mà mua với gia đình mà sử dụng ấy, có hai đứa con nhỏ ấy, thì mọi người nên mua con Mazda 3 sedan nhá, thì ngồi sau nó sẽ thoải mái và rộng rãi hơn. Còn để mà nói về rộng rãi thì Mazda 3 hatchback nó chỉ nó tức là nó làm tất cả để cho người lái rồi mọi người ạ, chứ không phải là để cho người ngồi sau đấy, và để cho những cái bạn cá tính, kiểu cá tính riêng ấy mọi người, thì chọn hatchback. Và chị em phụ nữ, chị em phụ nữ mua hatchback thì nó cảm giác nó nhẹ nhàng hơn ấy mọi người, đỗ xe rồi là đi ở trong phố nó sẽ tiện hơn rất là nhiều. Còn Mazda 3 sedan thì đương nhiên rồi, nó sẽ nhỏ hơn, à quên mất, nó sẽ dài hơn, thì mọi người lái xe ở trong phố nó sẽ khó khăn hơn, tại vì nó dài hơn mà nhiều khi cần đỗ xe như thế nào đấy thì nó sẽ khó hơn. Còn về cái cảm giác lái thì mình cũng nói cho mọi người rồi, cảm giác lái của Mazda 3 ấy, thì với lại Mazda 3 hatchback thì nó giống nhau, nó chẳng khác gì nhau cả. Về cái tổng quan mà ngoại thất thì mình cũng có quay cho mọi người rồi. Về phần nội thất thì mọi người có thể thấy là Mazda 3 sedan và Mazda 3 hatchback nó là giống nhau mọi người ạ. Từ chất liệu này cho đến thiết kế thì Mazda 3 sedan và hatchback nó giống nhau, chẳng khác nhau cái gì cả. Nhưng mà bù lại mọi người được cái hàng ghế thứ hai của Mazda 3 sedan nó rộng hơn, rộng rãi hơn mọi người nhá. Và khi mà mọi người nhu cầu của mọi người là đi cả gia đình thì mình khuyên là mọi người nên mua bản sedan nhá, không nên mua bản hatchback, tại vì cái bản hatchback này nó sẽ chật, rất là chật ở hàng ghế thứ hai đấy, và cái cốp của nó nhỏ nên là nó sẽ không phù hợp với gia đình. Ví dụ như là có hai con chẳng hạn thì mọi người cần một cái nhu cầu nó nhiều hơn để đồ nó rộng rãi thì sẽ không đáp ứng đủ nhu cầu của mọi người đâu. Còn với mình ấy thì mình hay đi một mình, với lại là đi đâu xa thì mình hay đi con lắc A cơ, thì nó rộng hơn và đi nó thoải mái hơn. Nên là mình thì mình không nói rồi, nhưng mà ví dụ các bạn đang phân vân giữa Mazda 3 hatchback và phân vân giữa Mazda 3 sedan thì mọi người xem được cái video này thì mọi người nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhá. đấy chính là những cái chia sẻ của mình về Mazda 3 sedan và Mazda 3 hatchback. Mọi người nhớ phải xem cái nhu cầu của mình nó có rõ ràng, mọi người check xem là đấy, ví dụ như là anh em mà chưa vợ chẳng hạn, như mình đấy kiểu ấy, thì anh em chọn Mazda 3 sedan, à cũng mất Mazda 3 hatchback nhá. Còn anh em mà có gia đình rồi mà có một con hai con thì mình nghĩ là nên chọn cái bản sedan để được rộng rãi hơn. Đấy cũng là cái ý kiến của mình, cái đánh giá của mình về hai cái bản này. Anh chủ Mazda 3 sedan có xem được cái video này thì hy vọng là anh chủ cho mình mượn cái xe này để mình quay một chút. Đấy rồi, cảm ơn mọi người. Nếu mọi người xem video thấy hay và thấy có ích cho mọi người thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhá. Mọi người có thể tham khảo cái ý kiến của mình cũng được, mà không thì cũng không sao cả, nhưng mà đừng quên like để ủng hộ mình. Rồi, bye bye mọi người. Hẹn mọi người những cái video tiếp theo. Những video tiếp theo thì chắc là mình sẽ bật mí thêm ở phần cộng đồng mọi người nhé. Rồi, bye bye mọi người.